Ben muốn mấy con vật nó không còn ghét Ben nữa hả? Dạ mấy tháng. Thì Ben phải ăn chay tới khi nào mà máu của Ben hết còn mùi tanh á. Máu chừng nào hết còn mùi tanh thì mấy con vật nó mới không còn muốn nói cắn mình còn nữa. Tanh không? Còn. Mà tanh nhiều hay tanh ít? Tanh ít. Những người mà ăn thịt lâu năm á, máu người ta tanh dữ lắm, thúi dữ lắm. Ủa? Cái người ăn thịt từ hồi nhỏ đến lớn hả? Ờ, nhưng mà Ben vẫn còn nhỏ. Thì là Ben mà lớn tuổi mà Ben còn ăn thịt á là giống như dạ, mấy người phải cắn nhiều nó mới thơm đúng không? Đúng rồi, giống như mấy người già á, Ben thử ở gần mấy người già mà ăn thịt động vật coi người họ hôi rình à. Đúng không? Người họ bắt đầu nghe mấy cái mùi già á, nghe thúi luôn á. Mà họ còn hay đi tắm không? Người ta còn ít tắm nữa. Người ta bị sợ lạnh nữa rồi nên ăn thịt nhiều á, người mình nó hôi lắm mà là mấy con vật nó khoái tấn công. Từ mấy tuổi? Gì? Tôi ăn chay từ mấy tuổi? Ăn chay hả? Từ mấy tuổi hả? Từ hồi thành tiên cá. Dạ mấy tuổi? Là chắc khoảng 6 năm rồi. Mới ăn chay có 6 năm mà là ăn chay. Mới xưa mới 6 năm mà vẫn thuận, mới vẫn thuận. Vậy mấy năm đầu tôi không có về ngày đầu tiên chưa ăn chay rồi là động vật nó còn cắn tôi luôn không? Còn. Còn cắn chứ. Nên bữa nay tôi sẽ hướng dẫn Ben làm một món ăn rất là ngon. Ăn chay nhưng mà nó ngon giống như là ăn mặn vậy. Mà trứng, mà mình ăn trứng nó có đánh hơi được không? Không, ăn trứng thì đỡ hơn. Thì nó sẽ, thí dụ như là xá bắc Mỹ gì đi. Mà mình ăn chay riết nhưng mà mình vẫn ăn trứng thì mình có bị nguy hiểm không? Nó có thấy nguy hiểm nó cắn mình không? Đỡ hơn, giống như là Tiun vẫn còn ăn trứng nè. Nên nó còn hả giỡn giỡn mặt lại với Tiun thấy không? Tiun nói nó không nghe. Cái con sắp bắt Mỹ nó còn bay lại nó muốn tấn công Tiun đúng không Ben? Đúng không? Bởi vì còn ăn trứng á. Còn hải cẩu? Không luôn. Hải cẩu là nó không cắn luôn hả? Ừ. Còn thôi. Còn gấu trắng? Không luôn, nói chung là bây giờ Ben mà muốn động vật nó không tấn công mình, nó bây thân thiện với mình. Tại sao bây giờ Tiêu còn ăn trứng, Tiêu không nghĩ ăn trứng luôn? Đâu có, Tiêu ăn trứng không có đẻ ra con mà. Ăn trứng không đẻ con là sao? Là cái trứng đó nó không có đẻ ra con. Một tuần ăn trứng khoảng 3 lần. Là cái trứng đó nó không thể đẻ được hả? Đúng rồi, cái trứng đó là nó không có ấp. Là nó mới đẻ ra là người ta cho la luôn á hả? Không cho ấp một giây nào luôn á hả? Không, là cái trứng đó nó không có giao phối. Giao phối là sao? Giao phối là để tạo ra baby á. Là có nghĩa là con gà nó chưa ấp á hả? Ờ, đúng rồi. Chính xác. Là mới đẻ ra là nó, người ta hết liền đúng không? Mới đẻ ra nhưng mà cái trứng nó để lâu, nó sẽ bị thúi chứ nó cũng không có nở ra con nữa. Nên là mình phải mua về là ăn liền. Nhưng mà tiên cá là không ăn trứng gà. Bây giờ tôi còn ăn trứng gà. Tiên cá là phải ăn cái trứng mà của cái con mà nó không ăn cám á. Ăn trứng gà là nó ăn cám, không có tốt. Ăn vô bị mệt lắm. Ở con gà cũng ăn cám nữa hả? Ăn trứng vịt. Trứng vịt nó ăn lúa. Thì đỡ hơn đúng không? Đúng rồi. Cà phê nó có cắn không? Ăn này không tốt cho sức khỏe Ben ơi. Ăn trong đây được không? Cà phê này là được không? Cà phê không tốt. Mình làm Ben ăn thì được, tôi ăn không được. Ben muốn động vật không cắn Ben mà đúng không? Để tôi mua cái gì động vật cắn Ben nữa đi. Phải mua cho Ben ăn những cái món mà để cho. Sẽ mua cái món này, làm về cái món này để mình ăn. Động vật không cắn mình nữa. Thứ nhất là mình mà phải uống sữa nó có cắn mình không? Nó không có cắn mà nó sẽ còn hơi hung dữ với mình đó. Đáng lẽ là mình không uống sữa luôn nhưng mà thôi không sao hết, nó sẽ không có cắn mình thôi là được rồi, hiểu không? Nè, mua cái này Ben, nấm bào ngư xám, mua cái này tốt, lấy đi Ben. Nấm bào ngư chứ.
mua một bịch thôi về là Tuyên đủ làm món cho Ben rồi. Còn trứng này ơi, ba không nè, thường thường ở nhà là con ăn trứng này nè, trứng gà này nè. Trong trứng gà này nó nuôi bằng cám, nên con gà này nếu mà Ben thành tiên cá rồi, Ben ăn cái trứng này Ben thấy cái vị đắng lắm, cái ăn không có nghe cái vị trứng ngon mà nghe cái vị đắng của thuốc kháng sinh đó. Nên mình thành tiên cá là mình sẽ ăn mấy đồ lạc lạc. Mà tại sao bây giờ Ben ăn vẫn còn thấy ngon vậy? Tại Ben là người cá. Bánh này được không? Bánh này ăn có bị dâm kem trứng này à? Không tốt luôn, bánh này á nó có nhiều chất bảo quản lắm, ăn vô bị mệt. Nhưng mà ăn vô không thấy đâu xa đâu, có chắc ăn mấy bánh đó lắm đó. Thì bởi vì Ben còn là người cá nên Ben còn thấy ngon. Còn Tuyên hết thấy ngon rồi, Ben muốn làm tiên cá hay làm người cá? Có chất bảo quản. Rồi cái món này hồi Tuyên về làm sushi cho mình. Ăn cái này sẽ bị bệnh. Cái này có chất bảo quản, chất bảo mòn nhiều lắm. Hay là bên mua về thôi, bên ngon bánh bên lấy cái này được không? Lấy thẻ thôi hả? Thôi uổng phí lắm. Nhưng mà bán trong giường là được 10 mà mấy ngàn đó chúng ta. Nếu mà mấy chục ngàn mua giường mua cái bịch đó có 6.000 mấy. Dạ đã vậy. Thì nói chung là Ben muốn ăn gì Ben ăn cũng được, nhưng mà Tuyên đang tập cho Ben ăn trở thành tiên cá để không bị động vật làm hại nữa, hiểu chưa? Mà mì bữa trước Ben ăn mì này rồi nè. Được, nhưng mà bữa nay Tuyên sẽ làm cho Ben món sushi. Sushi mình ăn, nhưng mà con vẫn còn ăn cá hồi sống á, có bị không? Bị luôn chứ làm sao, ăn cá hồi mà. Không không, Ben làm người cá Ben được quyền ăn, còn Tuyên ăn không được. Nhưng mà tiên cá được đúng không? Tiên cá không ăn cá hồi được. Ơ vậy bây giờ cho Ben bắt chước tiên cá được không? Ừ thì ăn cá hồi thì làm sao tôi huấn luyện thú được, nó đâu có nghe lời tôi. Tiên cá có được không? Được. Không phải ăn tương cà loại này, ăn tương cà Nhật Bản mới không có chất bảo quản. Thường thường ăn cái này không ạ? Này cuốn ngoài. Nhưng mà ăn cái này đủ rồi nè, cái loại này nè, đâu rồi? Thường thường Ben mua cái hiệu này không ạ? Ủa? Chơi lên mét không ạ? Cái hiệu Nhật Bản nó đâu rồi ta? Người ta mua hết rồi. À, Ben có thích ăn rau không? Thích. Nè. Mình phải thích ăn rau chưa rửa không? Tôi hay ăn rau này nè. Rau này là người ta trồng tốt cho sức khỏe của mình luôn á. Là mình không cần rửa, mình ăn luôn cũng được nữa. Rau này mình cuộn vô. Cái gì hả? Cái này là đậu xanh. Rồi, Ben nhớ mấy món tôi mua cho Ben chưa? Ben ăn mấy món này Ben sẽ trở thành tiên cá. Đây là món sushi tiên cá. Đi Ben. Đậu nành đó là đậu nành có tốt không? Tốt, nhưng mà sẽ làm chế biến món ăn khác. Bài có thèm không? Ben ăn được, mà tiên cá không ăn. Chua của ba nó không chất bỏ chất bảo quản. Nhưng mà Ben thành tiên cá rồi, cơ thể của Ben rất nhạy với thực phẩm. Ben ăn cái gì vô có quá chất là Ben sẽ bị khó chịu trong người liền. Suy nghĩ của Ben sẽ bị hạn hẹp lại liền. Não của Ben tự nhiên nó bị bế tắc. Bế tắc là sao? Mốt biết. Tính tiền. 0909233501. Nè, nhiều đây thôi. Có bệnh là chị chơi thôi. Ở nhà có trứng rồi. Ở nhà đó là có trứng vịt, Tuyên đặt ở dưới quê là con vịt đó nó chỉ ăn lúa thôi à. Dưới cái trứng nó chưa có giao phối nên ăn nó tốt. Hiểu không Ben? Rồi tính tiền 137 đúng không? Bây giờ cái con sóc Bắc Mỹ nhà Tuyên á, nếu mà Ben là người lạ mà Ben ăn chay, nó sẽ không cắn Ben. Thì nó sẽ hiền với Ben mà nó chơi hoài luôn hả? Ờ đúng rồi. Nó thích từ đầu tới chui luôn đúng không? Chính xác, giống như Tuyên vậy á. Mấy con thú nó gặp Tuyên nó không có bao giờ muốn cắn Tuyên. Nó tỏ vẻ rất là bình thường với Tuyên, giống như con muỗi nó cũng không bao giờ cắn Tuyên. Từ khi mà Tuyên thành tiên cá, con muỗi nó bay tới gần Tuyên xong rồi nó kêu ve ve ve. Tuyên nói là đi đi. Bữa nay không có phát máu miễn phí là nó đi liền.
Bữa nào tụi mình khỏe tụi mình mới cho tụi nó cắn. Là nó phải hỏi là be be hả? Đúng rồi, nó xin phép á. Nhưng mà lúc đó là Tion còn mũi bị cắn. Còn bây giờ tôi hết bị mũi cắn rồi. Từ lúc tôi bỏ ăn trứng gà tôi hết bị mũi cắn luôn rồi. Nhưng mà bây giờ Tion nó còn lại, nó hỏi Tion không? Hả? Bây giờ nó còn lại, nó hỏi Tion là be be không? Không, nó đi luôn. Giống như cái chỗ Tion ngủ á là mũi nó nhiều lắm. Tại Tion ngủ là không có văn mùng. Bởi vì máu tôi hết tanh rồi nên nó không có muốn cắn tôi nữa. Thấy dở hả? Đúng rồi. Thấy dở hả? Chính xác. Còn lúc mà tôi ăn trứng gà thì nó là xin phép đúng không? Đúng rồi. Mà phải mệt phải dùng đại cảm anh nói với nó chứ bây giờ hỏi ăn nữa. Bởi vì cái con gà nó ăn tạp dữ lắm. Tạp là sao? Con gà người ta nuôi công nghiệp nó ăn cám á, nên trong cám á nó có cá nè, đầu cá, đầu tôm, đầu tép nè. Nó có mấy cái bã của động vật ở trong á, nên cái đó nó dơ lắm. Mình ăn vô máu của mình nó hấp thụ năng lượng từ cái trứng gà đó, nó cũng tanh dơ thúi. Nhưng mà nó tốt cho sức khỏe mà đúng không? Không, trong cám người ta còn bỏ thức ăn tăng trưởng nữa. Nên mình ăn cái cám của con gà đó vô á, mình cũng bị hả đầu óc ngơ ngơ ngáo ngáo như con gà. Cơ thể của mình bị phát triển sớm giống như con gà là mình sẽ bị mau già. Hiểu chưa Ben? Nhưng mà sao Ben vẫn có ăn trứng gà được? Thì từ từ. À, hay là bây giờ Ben cố gắng đặt bên thằng Ben cá xong rồi bây giờ mai mốt thì Ben dù biết tại sao bây giờ Ben còn làm người cá cho Ben còn thấy ngon chứ Ben làm Ben cá rồi Ben thấy ăn dở quá Ben bỏ hết luôn. Chính xác Ben à. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn Ben làm cái món sushi tiên cá nha Ben. Ben cần cái này. Ben lấy nấm hồi nãy mua á Ben, bỏ vô. Nó hết hộp luôn đúng không? Đúng rồi, bỏ vô đây để mình rửa trong cái này. Ben làm từ từ, bể nấm hết rồi kìa Ben. Bể nấm có sao không? Không ngon đi đúng không? Ừ, bỏ vô. Sushi tiên cá. Ok. Rửa nó đúng không? Ừ. Bỏ đây. Mấy lần đi luôn. À, rửa qua một lần xong rửa lại sạch. Là mình ngâm nước vô rồi mình xào xào mình rửa nó rồi mình bỏ miếng muối vô mình ngâm trong vòng 3 phút. Bây giờ mình lấy muối đi. Nè muối là tôi dùng muối hộp. Thường thường. Cái hộp hả? Bỏ hết thủ. Không. Nè, nước sắp sắp vậy thôi để mình rửa sạch thôi nè rồi đổ không. Đổ cái nước này ra đi Ben. Rồi, rửa rồi đó, coi như rửa rồi đó. Rồi, đổ ra đừng có để nấm nó bị tuột ra nha. Rồi xong. Chính xác Ben à. Ben giỏi lắm. Rồi. Xong rồi, đổ nước vô. Rồi, bỏ muối này vô. Không, đổ hết vô đây luôn đi, muối này vừa đủ rồi. Chán này luôn đi, nhà tôi nè, vừa đủ rồi. Mai tôi phải đi mua muối thêm nữa. Rồi, đủ rồi. Ngâm trong vòng 3 phút. Trong thời gian 3 phút, mình sẽ chuẩn bị đến món tiếp theo. Có còn đắng không? Cái trứng này là trứng vịt. Thì tôi không biết trứng vịt này người ta cho cái trứng vịt ăn cái gì. Mà tôi thấy là cái trứng vịt này ăn được. Tôi không có cảm nhận vị đắng giống như ăn trứng gà. Trứng gà có thể là nó ăn cám nhiều quá nên nó đắng. Còn con vịt người ta chắc cho ăn lúa. Nhưng mà cái trứng có cái màu này á, chắc là cũng ăn cám luôn. Đúng không? Nhưng mà ăn cám ít đúng không? Ừ, chắc mà mày có ăn lúa không? Chắc cũng có. Nếu mà trứng vịt á, nó có omega 3. Nhưng mà đặc biệt những cái con vịt mà nó ăn có tôm, tép này kia đó, hải sản á, thì nó có tới omega 6 hay 8 gì luôn. Nó còn bổ hơn nữa. Chết rồi, Ben rửa tay chưa cái nồi. Hả? Thôi kệ, không sao, cái đó hồi mình còn rửa sạch lại mà. Rồi Ben đánh trứng lên đi. Đánh hả?
đổ hoặc là muỗng gì đó. Lấy cái muỗng nè. Cái muỗng này dơ mà. À quên, muỗng dơ hả? Bây giờ nãy giờ tôi đâu dám xài đâu. Đúng rồi. Đổi cái đầu đũa lên đây. Đây là một cái loại mix hợp, là cái này là thảo dược hỗn hợp. Bỏ vô cái này á nó thơm lắm. Một gói này có 20 ngàn thôi à. Tion mà nó tốt cho sức khỏe hả? Nó thơm. Thôi hả? Ben không có thích ăn tỏi đúng không? Ben thích thôi. Thì Ben là người cá, Ben thích ăn tỏi. Còn Tiên cá không có ăn tỏi. Thành tỏi ruột xong là không có ăn. Tại ăn vô cái miệng mình nó hôi thối, từ trong ruột của mình nó bốc lên mấy mùi tỏi á. Mình thành tiên rồi, mình kỵ mấy mùi hôi lắm. Nên món của tiên cá là tôi không có bỏ. Thấy này là mấy cái kia. Đúng rồi, bỏ thảo dược thôi. Thơm, nè chứ nhà tôi có tỏi mà. Tỏi này cũng là tỏi hương, nó rất là thơm á. Tôi ăn nó không thấy ngon. Thấy nó hôi hôi á, khó chịu. Rồi, bây giờ tôi lấy cái này. Cắn cho nó ra bông bông. Cái này ăn thay thịt nè Ben. Biết này là gì không? Dạ. Phô mai xông khói. Cái giống thịt vậy luôn á hả? Ờ. Nhưng mà không bị mấy động vật cắn đúng không? Đúng rồi. Thì mình ăn phô mai thay cho ăn thịt, hiểu không? Nên Ben thấy tôi khỏe mạnh như vậy là tôi ăn phô mai thay cho thịt á. Vậy bây giờ Ben bỏ nguyên cái này vô đúng không? Phải bỏ mà mình bào vô. Nè thấy không? Thấy tôi bào không? Dễ vô nè, tôi bào nè. Ben thích ăn phô mai nhiều hay ít? Ben đâu có thích ăn phô mai. Thích không? Không, nhưng mà không biết phô mai này thì không biết. Nó sẽ có cái mùi của thịt luôn á. À mà tôi nó dạy được chưa? Kiến thì nó có cắn không? Hả? Nếu mà tôi bị kiến cắn á hả? Lâu lắm rồi tôi không có bị kiến cắn đâu Ben. Nếu tôi đạp vô ổ kiến. Đạp vô ổ kiến hả? Mình thành tiên cá mình sẽ có trí tuệ. Khi mình nhìn việc gì đó mình phán đoán trước sự việc. Nên mình không bao giờ đạp vô cái ổ kiến. Mình đi á, mắt mình lúc nào cũng phải nhìn phía dưới, rộng khoảng 5 mét phía trước. Nấm mà ngâm lâu quá thì nó sẽ bị thối. Nên ngâm khoảng 3 phút thôi. À thì 3 phút rồi đó. À 3 phút rồi hả Ben? Rồi bây giờ tôi đưa cho Ben cái rổ nè. À biết rồi, Ben biết xài rổ này. Rồi biết rồi Ben rửa lại nước 5 lần. Ben đổ nước ra ha. À, Ben làm giỏi á. Ben thấy cuộc sống xung quanh của Tio không? Ai cũng hả xây nhà lầu này kia thấy không? Xây dựng rồi trước mặt tôi là một căn nhà đang xây nữa kìa. Thấy cuộc sống vậy khổ không? Con người mình không sống với hòa quyện với thiên nhiên ha. Xây nhà cửa lên như vậy chật chội rồi không có còn cái chỗ thoáng mát để khí oxy nó lưu thông, bế tắc, ô nhiễm môi trường. Ủa sao ở đây tôi không xây đất của tôi, đất của ai? Đất của người ta đó. Mỗi lần mà xây nhà sẽ làm cho môi trường đất bị ô nhiễm, mấy cái mạch nước ngầm của nó sẽ bị phá hủy, làm cho hả nước nó không lưu thông được rồi, động lại rồi ao tù hôi thối rồi nước nó hư hết mạch nước ngầm. Nên ở thành phố á không có ai sử dụng nước giếng giống như dưới quê được hết. Đúng bởi rồi. Vì nước ô nhiễm hết rồi. Với lại á nha, tôi nói cho Ben nghe, nhiều cái công ty xí nghiệp á người ta thải ra mấy cái chất độc hại giống như công ty xà bông Viso, bột giặt Viso biết không? Tại sao người ta lại thải ra? Làm cho nguyên một cái vùng đất nó ô nhiễm ở trên Thủ Đức luôn á Ben. Vô đây được chưa? Hả? Thôi được rồi. Ben làm nước nhiều quá. Rồi, Ben xé mấy cái này ra thành. Ben rửa qua đây, Ben cầm cái này đưa qua đây. Rửa lại này thêm một lần thứ ba rồi lần thứ tư. Thì mình bỏ lại bên đây. Cái mình bắt đầu xé nó ra thành lát nhỏ. Đó, đổ qua đổ lại rửa đi. Nắm á, rửa vậy nó sạch. Rồi xong rồi bây giờ làm gì nữa? Đổ qua bên này. Đổ qua bên đây nữa hả? Ừ. Rửa 5 lần mới sạch. Rồi nhấc này lên. Rồi đổ cái nước dưới đi. Cái nước dưới tận dụng để tưới cây cũng được nữa, hiểu không? Giống như nhà tôi trồng cây nhiều nè. Thì lấy nước tưới cây nhưng mà bây giờ làm á để cho Ben thấy để Ben quen thôi. Rồi bắt đầu Ben tách cái máy này ra. Tách máy này ra. Tách vậy đó hả? Ừ, tách mỏng mỏng bỏ vô đây.
để hồi xào lên chiên với thêm. Tắt kiểu vậy được chưa? Được rồi Ben, bỏ vô. Ben cứ xé nó ra mỏng mỏng, hồi tôi xào lên thơm lắm. Nó càng mỏng xào nó càng thơm càng ngon, hiểu không? Nè Ben đừng có xả nước ra phí nha, tiết kiệm nước để cho mọi người có nước dùng nữa đó Ben. Thôi mình sẽ cắt cái cục bơ này ra. Thế dầu quá hả? Đúng rồi, thế cho dầu. Mình bỏ lên chảo, mình làm nóng lên rồi xong rồi. Tôi chỉ mai mốt kêu ba mẹ em nấu như vậy đi. Ờ. Cái cục đó thế dầu tất cả được luôn đó hả? Đúng rồi. Vậy ngày mai mốt làm cái gì, đừng nhớ muốn làm dầu thì làm cái đó đều được đúng không? Đúng rồi, nhưng mà làm ít thôi. Với lại Ben á, có chơi thể thao, Ben vận động với Ben ăn chay, thì mình nên ăn cái cục bơ thay cho dầu. Còn nếu mà mình ăn mặn á, mà mình ăn cục bơ này á Ben, mình sẽ bị béo phì á Ben. Bởi vì nó có nhiều chất bổ lắm, hiểu không? Mình mà ăn chay á, thì mình nên ăn bơ, nó có nhiều chất bổ hơn cho mình. Để cho mình thế mấy cái kia á hả? Ừ, thế cho ăn thịt động vật á, để mình vẫn có cơ bắp chắc, khỏe, mạnh. Không, bây giờ là Ben làm sạch hết rồi phải không? Ừ. Ben bóp nó lại để cho nó ráo nước đi Ben. Lấy tay bóp lại, bóp hơi hơi thôi nha. Cầm một bít lên bóp. Ben cầm nhiều quá à. Trời ơi. Ráo nước chưa? Biết sao ráo nước không? Để hồi mình chiên nó đỡ bị văng nước. Nè. Nè nước nhiễm nè, thấy không? Rồi làm cho ráo nước đi. Rồi bây giờ cắt cục bơ đi Ben. Hôm nay tôi hướng dẫn Ben làm món sushi tiên cá. Cái món sushi này tôi yêu thích nha. Nó làm từ nấm. Sau này Ben ăn rồi, Ben thấy ngon rồi, Ben tự về nhà, Ben tự làm clip hướng dẫn cho các bạn ăn. Ben dạy cho các bạn nấu ha. Ben chế ra nhiều hương vị khác nữa. Ben bỏ vô đâu? Hả? Ben bỏ vô đâu? À, cái chảo dầu. Để chảo. Rồi bây giờ bỏ vô đúng không? Đúng rồi, phải làm cái nóng lên hả? Nóng lên mới bỏ bơ vô được hả? Thì sao? Nếu mà cái chảo khô á, mình phải làm cho cái chảo nó nóng lên là nó không còn nước. Tại cái chảo này nó khô ráo rồi, nó không có nước. Có nước á thì nó văng vô trong mặt mình, mình không sao Ben. Bây giờ có cần bỏ bơ vô thêm không? Ben thích ăn bơ nhiều hả? Không, nhưng mà nếu là trong tương thấy không. Sao? Tiêu nó thì tiêu cái này là chảo không dính nên tiêu chỉ dùng một miếng bơ như vậy thôi là đủ. Nhưng mà nhớ Ben mấy bữa nay ăn mặn vậy mấy bữa nay theo trình độ ăn uống của Ben vậy làm sao cho nó tốt nhất cho cơ thể vậy? Có cần bỏ thêm bơ về đủ rồi Ben. Nhớ thêm trình độ ăn uống của Ben đó hả? À, bây giờ là Ben đang tập bỏ ăn thịt động vật. Cái món này sẽ giúp Ben không còn thấy thèm khát thịt động vật nữa. Với lại Ben nên sưu tầm nhiều loại thảo dược giống như Tiun. Có nhiều loại lắm. Ra cái shop ngoài Phương Hà nó có nhiều mùi vị của thảo dược lắm. Lá thêm, lá đủ thứ. Ê, thơm chưa? Thơm quá à. Cái này là bơ thôi. Rồi Ben né cái mặt ra nè, coi chừng phỏng. Rồi lụm cái này, bóp cho nó ráo nước một cái rồi bỏ vô. Đây được rồi. Bỏ vô nó bị văng luôn. Bỏ vô đi. Nó bị vô trứng rồi nó sao không? Không. Nó vô trứng nó sao không? Không. Xào đi Ben. Nó bị vô trứng rồi có không? Sao, không sao, không sao. Không sao đâu Ben, hồi nó cũng vô rồi nó cũng xào lại lần nữa mà. Rồi. Cái đũa Ben đừng có dùng cái đũa ngắn này nha. Cái đũa phải dài hay là cái này luôn nè. Thơm quá trời ơi. Ben đừng có đút. Ben đừng đút mặt vô, nó văng dầu vô mặt Ben. Thơm quá, Ben phải hửi. Thay đồ ăn của tiên cá thơm. Hay là Ben bỏ thêm miếng bơ nữa cho nó thơm nữa nha. Ok, tùy Ben. Nhưng mà ăn được không? Được, vẫn không. Bổ quá không? Bổ quá luôn chứ còn gì nữa. Tiêu là không ăn bổ, Tiêu không ăn nhiều. Còn Ben thì có cần bổ không? Ben đang tuổi sức lớn, với lại Ben mà muốn trở thành tiên cá phải không? Ăn cá chay đúng không? Thì bơ phải ăn bơ nhiều đúng không? Với lại tôi báo cho Ben một cái tin vui. Ben mà ăn chay được, Ben đẹp trai hơn nữa. Ben là giờ quá đẹp trai rồi. Cái đẹp trai này của Ben là từ phước đức của những đời trước. Ben có cái hình tướng đẹp như vậy là kiếp trước là Ben là rất là có phước. Mà bây giờ mà Ben lại quay trở về với cái tâm thiện nè, cái lòng từ bi yêu thương động vật nè, Ben ăn chay được nữa, Ben đẹp nữa, Ben nổi tiếng nữa, khỏe mạnh và có trí tuệ. Và mai mốt nổi tiếng hơn nữa luôn đó hả? Ừ.
cái đó là phước phần của mình mà. Bởi vậy tôi ôn gieo duyên cho Ben, làm cho Ben thức tỉnh khả năng tiên cá của vậy, Ben. Vậy là tuy ôn cũng đẹp trai hơn luôn á. Tuy ôn có lòng tốt quá, tuy ôn sẽ đẹp trai hơn á. Đúng không? Tuy ôn không phải là được sinh ra để đẹp trai, để làm cho người ta yêu thích. Đẹp trai không phải là phước của tuy ôn. Mà biết tuy ôn làm gì không? Đánh thức tiên cá. Nè mẹ, nghe mẹ nói đi. Ê mẹ, Ben đang nấu ăn với tuy ôn. Dạ. Mẹ qua đón đúng không Ben? Dạ. Ok luôn Ben. Bây giờ con đang nấu ăn mẹ. Sắp xong rồi, sắp ăn luôn rồi. Cái này làm, cái này nó mềm rồi nè Ben. Được rồi nè. Dạ. Ăn món chay của tuy ôn mà cái này tuy ôn không bỏ dầu mà thế cái dầu là cái bơ gì á mà nó bỏ, mà mai mốt với ta ăn theo tuy ôn á, tuy ôn không có dùng tỏi dùng hành mà tuy ôn dùng cái lợi thảo dược gì á giúp cho nó thơm mà khỏi phải bỏ mấy cái kia không tốt. Trong có thảo dược nữa nè. Rồi xong rồi đó Ben. Nè Ben thấy nó mềm hết rồi để đúng không? Từ từ để hai Ben chỉ cho Ben, bây giờ Ben đang phải nấu ăn rồi. Bye bye. Rồi à, mẹ Ben nói là bữa nào tôi chỉ kìa. Bây giờ mình đẩy cái nắp này lại. Giờ muốn ăn đi, con làm cái chữ ăn đi. Sushi tiên cá có thể biến hóa đa dạng. Hiểu không? Là đậy lại cho nó chín cái này lại. Mở chín cái mặt trên đúng không? Ừ. Sushi tiên cá là khi mà Ben làm á, Ben sẽ kết hợp rất nhiều hương vị. Thí dụ như Ben làm món cay, món mặn, món thơm. Ben biết kẹo thúi không? Dạ biết. Thì sushi tiên cá giống như kẹo thúi vậy á. Trời ơi, nó nóng quá, Ben không chịu nổi. Ê, bỏ xuống đi Ben. Ben chuẩn bị món này nữa nè. Cái này trong khi là mình đang chiên, mình chuẩn bị tới cái này. Luộc rau đúng không? Trái bắp này để qua. Trái bắp này hồi mình cho sóc bắc Mỹ ăn. Cái này là mình xong rồi, để qua một bên. Còn cái này á là rau hồi nãy mình mua để cuộn với sushi ăn cho ngon nè. Còn cái... cái này á có nhiều loại lắm nha. Ben có thể mua mấy cái masne nè, mấy cái gia vị để chấm vô đồ ăn đó. Ben biết không, mấy cái chai chấm chấm á, mình pha vô sushi ăn ngon. Nhiều loại, nhiều kiểu, nhiều mùi luôn. Nhưng mà bây giờ Ben nghe cái mùi gì trong cái này chưa? Mùi của bơ mà nó đã bị chín khét. Ben mà làm người thường á, khi mà Ben ăn thịt động vật á, Ben chỉ không có cảm nhận được tất cả mùi vị của tạo hóa. Là Ben không có biết kết hợp. Ví dụ Ben ăn... Chưa. Ví dụ như Ben ăn thịt bò đúng không? Cho dù làm cái món ăn đó ngon cỡ nào thì nó cũng chỉ có mùi bò thôi. Còn nếu mà Ben mà ăn chay á, Ben sẽ biết kết hợp tất cả mùi vị của thiên nhiên, của tinh hoa, của trời đất hợp lại, Ben tạo ra món ăn cực kỳ ngon, cực kỳ bổ. Ben hấp thụ năng lượng sạch từ thiên nhiên là cái từ rau củ quả này nè. Bởi vì nó đâu, cái cây này nó có ăn thịt động vật không? Ừ, nó được, nó hấp thụ năng lượng từ mặt trời và từ mặt đất đúng không? Để tạo ra cái cây này nên năng lượng của nó. Tôi đang cho Ben ăn cái loại rau mà nó không bỏ thuốc trừ sâu, cái loại rau sạch tốt cho sức khỏe của cho mẹ và bé. Cái này á là rau không cần rửa luôn á, nhưng mà mình phải rửa chứ đúng không? Nè, rau không cần rửa, mua mắc tiền, một bịch 50.000 Ben, là người ta trồng trong môi trường sạch á. Bây giờ thơm chưa? Được chưa? Chưa đâu, lửa nhỏ, đẩy lại đi. Cho nó chín cái mặt trên nữa, hồi cuốn lên nó ngon lắm. Rồi bây giờ rửa sạch cái rau nè. Bỏ cái rau đó vô đi Ben. Cái rau không cần rửa, đưa vô cái rổ luôn đi. Mình rửa. Nhưng mà mình ăn cái gì mình cũng phải rửa chứ Ben, đúng không? Ben nghe cái mùi đồ ăn đó Ben chịu không nổi rồi đúng không? Thơm quá, Tuy ôn biết
nấu tới 10.000 món ăn chay luôn á. Bên ăn xong là bên ghiền luôn á, bên bỏ ăn thịt động vật luôn á. Cái món sushi này bên có thể chế biến ra được 156 loại sushi tiên cá, đủ mùi vị trần gian hết. Ừ. Đúng rồi. Tại tôi hả? Được rồi, từ từ. Chín chưa? Rồi. Rau ngon. Rồi, vậy bây giờ con tắt lửa ha. Đâu đâu, rồi bên đứng xích ra, bên đứng xích ra. Wow, tươi quá. Bây giờ tôi chỉ cho bên làm sushi tiên cá. Không, bây giờ bên muốn ăn lại. Bên cầm bên quay tôi uống nha. Rồi xong rồi tôi làm mẫu cho bên coi. Không. Mình sẽ xài sushi loại này. Sushi nori. Mình có một bạn người cá tên là Nori luôn đó bên, biết không? Không. Trong cái này á, tôi mua 39.000 mà nó có 10 lát sushi nori, mình sẽ cuộn lại. Ê, bên ăn dụng hả? Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị làm cái món sushi tiên cá cuộn trứng nha. Bên quay phim cho Tion. Ủa sao mặt bên phê dữ vậy? Ngon hay dở mà ăn như chúng độc vậy bên? Quá ngon. Rồi, được rồi. Bây giờ bên sẽ còn ăn ngon hơn nữa nếu tôi kết hợp với nhiều loại gia vị. Bên nấu cơm hay quá ha. Bên nấu cơm ra hai cái bánh bao luôn. Không biết làm. Rồi sau này á, bên tự. Bên biết làm à, bên biết. Bên nấu cơm. Nấu cơm này bên biết. Biết bên... rồi, nhưng mà bên coi tôi làm sushi. Bên tự làm clip hướng dẫn mấy bạn nấu ăn kiểu tiên cá, bên tự chế ra món tiên cá. Biết sao tôi phải tán cơm ra dẹp vậy không? Không. Dẹp vậy cuốn mới dễ. Và bây giờ Tuy Un sẽ lấy cái này đặt lên ở góc này. Bên làm, coi tôi làm đúng nha. Chứ không phải là làm ra tài quầy tét lét là cuộn vô không được luôn á bên. Muốn trứng nhiều hay ít? Cái nào ngon hơn? Hay là vừa đủ đấy, nhưng vừa đủ. Đúng rồi. Ngon nhất. Chiếu vô đi, chiếu vô đi. Tinh cà vô đúng không? Nhìn nha. Tinh cà vô. Vậy đủ rồi ha. Rồi, một lá. Thôi ăn nhiều nhiều chút chấm không? Cái lá này nữa. Bên thích ăn gừng không? Dạ. Gừng gì? Bột gừng. Bột gừng nào? Thích ăn tiêu không? Hay hương tiêu? Cái nào mà ngon? Cái gì cũng ngon, nếu mà mình cứ pha chế vô như vậy nó ra nhiều hương vị ngon lắm. Rồi xong rồi mình mới lấy dao mình cắt ra. Cắt bên, ra chi? Bên muốn cầm nguyên cây bên này luôn hả? Cầm mà cắt ra. Cắt ra thành mấy cái phanh nhỏ nhỏ cho đẹp giống như trên hình nè, rồi mình mới trang trí lên. À vậy đi. Mình cắt ra đi. Bên cầm nguyên cây ăn cũng được. Cầm nguyên cây thì nó gọi là kimbap của Hàn Quốc. Mà có cần phải chấm gì nữa không? Ăn thử đi coi có cần chấm không. Nếu mà bên thích chấm thì chấm. Sao? Cái này chỉ là mới một hương vị thôi đó. Gì hả? Đau tim hả? Thiệt luôn. Thiệt sao bé? Ngon quá. Mà mới một hương vị. Mới một hương vị thôi à. Còn nhiều hương vị lắm. Bánh bao chay cũng ngon lắm, muốn ăn thử không? Rồi bây giờ bên ăn thấy làm sao? Cảm nhận đi cho mấy bạn biết đi, bên ăn hoài vậy. Cái này mới một hương vị thôi đó, còn nhiều hương vị lắm á. Bây giờ Ben thích ăn ngọt, ăn mặn hay ăn chua? Ăn chua, ăn thơm. Ăn thơm thì tôi có thể kẹp thơm hoặc là kẹp kiwi vô. Hoặc là tôi bỏ cherry vô. Rồi tôi nếu mà có cà chua thì tôi sẽ bỏ cái mayonnaise lên nữa. Nó sẽ béo thơm hơn nữa. Hay là bột chi lên nữa.
nhiều loại lắm, biến hóa ra nhiều hương vị rất là ngon. Giờ mình đang tập trung ăn. Thôi, Ben tự làm mấy cái hương vị khác kia đi. Tion sẽ cho Ben tự nấu ăn để làm cho mấy bạn coi. Còn Tion hướng dẫn Ben sơ sơ về cái món sushi của tiên cá như vậy rồi. Nó sẽ biến hóa ra được hàng trăm kiểu sushi. Ok. Ăn cái này rất là khỏe luôn á. Đây sushi bơ nữa. Có bơ vô nữa nó ngon lắm. Thì mình pha chế hết tất cả các loại của Tion nấu vô một cái luôn. Ra hương vị của trái đất này luôn. Sushi hương vị của toàn trái đất. Sushi quả địa cầu. Ngon đúng không? Nhưng mà chắc không ngon, nó trộn lại. Trộn từ hương vị của thiên nhiên mà. Hay là bây giờ ăn món sushi thảo dược không? Tôi trộn 17 loại thảo dược lại ra món sushi đó cho. Bên ăn vô là Bên hả? Đủ trí tuệ để thành tiên cá luôn á. Ơi, cho Bên ăn đi, 17 loại thảo dược đâu? Là Ben hả, khỏi thoát khỏi mọi bệnh tật luôn á. Đâu. Dạ Ben bị bệnh gì, tôi cho Ben ăn sushi thảo dược trị lại bệnh đó. Gan không ấm. Gan không ấm đúng không? Sushi tiêu gừng. Ăn sushi tiêu gừng ha. Để tôi pha thêm một hương vị nữa thôi. Thôi bây giờ mà trước tiên là mình ăn hết đi, nếu mình còn đói cho mình ăn tiếp. Hay là sushi có pha hương vị nước mắm chay? Không biết nữa, nhưng mà bây giờ. Hay là sushi mè? Gì? Hương vị mè. Ủa mè mà sao nó cộng nhom nhom vậy vậy? Bởi vì hả, nó để trong đây đủ nhiệt độ, nó mọc cây lên nên cái mè này phải rang sơ nữa, ăn mới ngon. Sushi mè cũng ngon lắm á. Ăn cái này thông minh. Hả? Nóng quá. Tự... Ở dưới. Bây giờ muốn ăn bánh bao chai của Tiêu hả? Thử hả? Hay là bây giờ mình đút tủ lạnh lại xíu không? Rồi Ben ăn đi, ăn đi, nóng, được rồi. Nóng. Ben muốn thử bánh bao chai với tương ớt mà, tương cà đúng không? Chấm vô đi.